Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng trồng những cái chậu hoa lion để chơi Tết. Thì ở đây củ lion có các màu đây. Đây, màu lion có màu đỏ này, vàng, xanh, song hỷ. Và cũng ngoài ra sẽ có một số màu như tím, đấy, rồi hồng nữa. Thì thường thường thì màu đỏ sẽ là màu khá là nhiều người thích. Thì trước khi trồng ấy thì mọi người có thể là ngâm qua nước đấy, tầm khoảng 3 phút hoặc 1 tiếng để cho no nước, xong rồi mọi người để ra, xong hôm sau trồng thì như thế sẽ cái củ no nước và trồng sẽ đẹp hơn. Hoặc là để cho nó lấm tấm rễ này. Ôi, dính bẩn rồi. Cho nó bật rễ hoặc là nhú mầm một chút. Đấy. Nếu với mọi người trồng ít thì có thể bắt đầu là bóc cái vỏ khô này đi. Còn nếu mà trồng nhiều, thường thường người ta sẽ trồng thẳng, không có bóc cái vỏ khô này. Thì trồng ở trong chậu như thế này thì lion trồng cũng không có là quá là khó. Thường thường người ta trồng ở luống, nhưng mà trồng ở chậu vẫn cho có thể là cho hoa và nở đẹp. Đấy. Thì thành phần thì cũng rất là đơn giản, cho nhiều đất một chút. Lion chúng ta sẽ cần nhiều đất một chút để cho nó cứng và hạn chế việc đổ lốp. Đấy, đất mình trồng rau hoặc trồng những cái loại khác bình thường giờ dùng được, hoặc là dùng có thể đất đỏ này. Đấy, đất cạt pha đấy, cũng dùng được. Trâu đâu cả này, một ít phân chuồng mục, và có thể là cho một ít trấu cũng được. Cho một ít trấu ít thôi, cho một ít trấu để cho nó tơi xốp, ít thôi, trấu ít thôi. Đấy. Trước khi trồng, mọi người có thể hòa ngâm những thuốc nấm hoặc là những chống thối kiểu như thế này, hoặc sau khi trồng mình tưới, bởi vì là để hạn chế việc mình tiếp xúc tay tiếp xúc với thuốc, thì mình có thể là sau khi trồng mình hòa tưới cũng được, cho đất vào. Đấy, đầu tiên thì mình cho đất vào, cho nhiều hơn là việc trồng lý. Rồi, đấy, cho khoảng một nửa, hơn một nửa. Sau đấy là mình bóc bóc cái vỏ khô của cái củ lion. Thường thường trồng ít thì chúng ta có thể là bóc, hoặc là mọi người có thời gian bóc thì chúng ta bóc để cho nó nhanh mẩy lên. Đấy. Đấy. Thì thường thường cái lion nó sẽ dạng khô, và khi bóc thì chúng ta sẽ thấy cái mầm của nó đây. Đấy. Sẽ hở và lòi ra cái mầm của chúng ta có thể thấy này. Ngâm trước khoảng một vài hôm nó sẽ nảy luôn. Còn thường thường thì trồng với các nhà vườn hoặc trồng số lượng nhiều, thì ta trồng thẳng luôn, không không cần phải bóc. Chậu đường kính khoảng 30 phân như này, chúng ta có thể trồng được khoảng 9 củ. Đấy, 7 đến khoảng 9 củ. Những cái này thì 5 củ này, đường kính 20 phân, 5 củ. Đấy. Trồng đâu đó 10 ngày đấy nhỉ. 10 ngày. Đấy. Cho giá thể khoảng hơn một nửa cái chậu, và sau đấy chúng ta đặt sát cái thành, hoặc là cho một ít ở giữa, cho khoảng vài củ ở giữa. Đấy. Vì cái lion thì rễ nó sẽ ra khá là nhanh khi mà gặp ẩm ấy, ra khá là nhanh. Thành ra là chúng ta để không đặt cái củ nó sâu quá. Và sau đấy thì mình lấp vùi lên quá cái củ là được. Đấy. Rồi, đừng cho đầy quá nó tưới nó trao. Đấy. Sau đấy thì mình tưới thôi. Đấy, mình tưới đẫm cho nó. Tưới đẫm và sau đấy thì mình để vào cái chỗ mát. Đấy. Và tránh khu vực nào mà chuột nhiều, hoặc là gà
với những chỗ mà thời chỗ dưới bóng cây này, hoặc là dưới mái che, hoặc là dưới chỗ ánh sáng yếu chẳng hạn, kiểu như này đấy, là mình để tầm khoảng đâu đó khoảng 5-7 hôm, sau đấy mình đưa ra đấy. Và mình chú ý trong thời gian đầu thì mình tưới đủ ẩm là được, không cần phải tưới quá nhiều, ngày nào cũng tưới đấy, tùy vào thời tiết để mình tưới cho nó hợp lý, giữ ẩm tốt là được đấy. Rồi rồi, thế là xong. Việc trồng lion chúng ta có thể là trồng chậu này, hoặc là những cái chậu mà mình có, hoặc là trong thùng xốp vẫn trồng có thể được, mình chơi chậu luôn, hoặc là đến khi bắt đầu mình cắt cắm thì vẫn được đấy. Ngoài ra trong các giai đoạn mà chăm sóc số theo số lá mình sẽ chia sẻ ở cả cái video tiếp theo đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.